Đầu tiên là như bạn muốn mua điện thoại giá rẻ cấu hình cao, các dòng máy xách tay đến từ Xiaomi, Realme, những cái dòng gaming phone, có thể ghé qua Nam Béo Store. Đây là cửa hàng của mình chuyên bán những cái dòng máy giá rẻ cấu hình tốt, chất lượng sản phẩm được kiểm định rất kỹ lưỡng, đi kèm chế độ bảo hành tuyệt vời. Tất cả là vì quyền lợi của người tiêu dùng, như là bao test 3 tháng, đổi trả với tất cả các lỗi đến từ nhà sản xuất này, cũng như là bảo hành trách nhiệm lên đến 6 tháng, hỗ trợ up ROM các dòng máy Xiaomi miễn phí, bảo hành phần mềm trọn đời. Thì chi tiết các bạn có thể bấm vào đường link phía dưới mô tả video chúc mình. Câu hỏi đến từ bạn Hiếu Văn: tầm giá 8 đến 9 triệu đồng thì con nào hợp lý vậy mọi người? Thực ra đây là một cái tầm giá nó mang tính nó lỡ cỡ. Bởi vì một á, là em sẽ mua phân khúc thấp hẳn, tức là ở tầm 6 cho đến là 7 triệu rưỡi. Và thứ hai là em sẽ mua ở phân khúc tầm 10 triệu đồng luôn. Còn ở tầm 8 đến 9 thì nó có phần nó hơi lỡ cỡ. Tức là với tầm này thì em chưa mua được flagship, chỉ mua được những con kiểu như là tầm trung cấu hình cao thôi. Mà những con tầm trung cấu hình cao ở cái tầm 6 đến 8 thì cấu hình nó lại xem nhau là 6 đến 9 luôn. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có một vài những cái con mà em có thể là cân nhắc nha. Đầu tiên là con IQ9 Turbo Plus. Con này thì cũng khá là hot, được đánh giá cao bởi vì có pin lên đến 6400, chip Dimensity 9300 Plus rất là mượt mà này, phần mềm ngon. Hệ thống camera con này thì chụp nó nhỉnh hơn chút nếu như so với con Z9 Turbo ở phân khúc thấp hơn. Và đây là một cái con mà có sẵn tiếng Việt luôn, đầy đủ để mà em xài, cũng khá là đáng để mà em cân nhắc. Con máy thứ hai trong tầm này sẽ là Redmi K70 Pro và K70 Ultra. Hai con này thì ưu thế là nó đều có là những cái vi xử lý là đầu bảng, là 8 Gen 3 với cái phiên bản Pro, và con Dimensity 9300 với Plus với cái con là Ultra ha. Con Ultra thì nó sẽ có pin 5500 và có tính năng chống nước. Còn cái con thường thì pin nó 5000 và sạc nhanh là 120W. Hai con này thì thiết kế form giống nhau, khung viền kim loại thì cũng là hai con khá là nổi bật. Và thực ra là trong tầm này sẽ có cái con nữa, nhưng mà em sẽ phải chờ nó rớt giá xuống một tí, là IQ Neo 10 nhé. IQ Neo 10 thì cũng đang được đánh giá khá là ok đấy. Hoặc là em sẽ chờ dòng K80 Pro, nó ở trong cái tầm này nó sẽ giảm xuống ha, hoặc là sắp tới thì hàng nó sẽ về nhiều. Còn nếu như mà em nhích lên được tầm 10 thì em sẽ mua flagship ha. Nhưng mà thôi, nếu như em chỉ có cái tầm như thế này thì em sẽ có cơ bản là cũng những cái con là cấu hình khủng rồi. Còn nếu như em muốn một chất lượng camera vượt trội thì em sẽ nhích lên đến tầm khoảng 10 ha, để mua những cái dòng flagship mới như kiểu là Mi 14 Pro này, Mi 14 thường, hay là những dòng như gọi là Find X6 Pro, Vivo X100 series, kiểu như vậy. Câu hỏi đến từ bạn Tài Béo: anh ơi, ví dụ đại lý nhập bán lẻ nhận một mẫu điện thoại về bán còn tồn kho thì họ xả kho bán rẻ hay là đưa về hãng hay tiêu hủy vậy anh? Chúc anh sống có nút vàng. Câu hỏi nó rất là hay luôn. Nhưng mà nghe nó cũng rất là buồn cười, đặc biệt là cái ý là tiêu hủy. Cái điều này là không hề có nha. Vì điện thoại nó là cái mặt hàng nó khác với lại thực phẩm. Đúng à, với những thực phẩm như kiểu là đồ ăn, thức uống thì nếu như mà quá hạn sử dụng thì đúng là đôi khi sẽ phải tiêu hủy đó, bởi vì là không còn sử dụng được nữa. Còn điện thoại này thì không lo tồn kho nha. Điện thoại này nói thật em tồn kho 2-3 năm vẫn rất là bình thường, vẫn có thể là bán được. Nhưng mà thực tế ra cũng hiếm có con máy nào mà nó tồn kho đến mức độ là 2-3 năm lắm. Vì các đại lý bán thì họ sẽ canh đâu đó tầm 1 năm là họ đã bắt đầu họ xả kho ra rồi. Và nó đúng như cái ý đầu em nói là họ sẽ giảm giá để mà bán rẻ thôi. Chứ cái trường hợp họ back lại cho hãng thì hầu như là không thể nhá. Hoặc là cùng lắm là hãng họ sẽ hỗ trợ một phần nào đó thôi. Nhưng mà trường hợp này thì cũng chỉ áp dụng với những cái đại lý mà lớn thôi nhá. Nhưng mà với đại lý lớn thì kiểu gì họ cũng có thể là họ đẩy được hàng hết đấy đó, vì họ có lượng khách hàng lớn mà. Với anh là người làm trong lĩnh vực cũng rất là lâu năm rồi, thì anh cũng chứng kiến một vài những cái lô hàng mà kiểu như là tồn kho 2-3 năm và sau đó họ xả. Nhưng mà tất nhiên là thường họ sẽ giảm giá nha, giảm giá rất là mạnh luôn đấy, để mà xả cho nó nốt. Câu hỏi đến từ bạn Việt Thắng Nguyễn: em có tầm 5 củ thì nên mua Redmi Note 13 Pro 5G sách tay không anh? Em cần xài trong 3 năm tới, màn đẹp, loa kép và chơi Liên Quân game nhẹ nhàng. Thực ra là 3 năm thì với Note 13 Pro nó vẫn đáp ứng được, nhưng mà nó sẽ không thoải mái, nó đáp ứng được mức độ gọi là ổn thôi. Vì thì con này thì nó trang bị chip là 7S Gen 2 cho 600.000 AnTuTu Benchmark. Và thực sự nếu như em xài 3 năm thoải mái thì em phải lấy những cái con mà tầm 1 triệu điểm AnTuTu Benchmark trở lên. Nhưng mà đó là lý thuyết thôi, nhưng thực tế thì nếu như mà em chỉ chơi game nhẹ nhàng Liên Quân và xài cơ bản thôi ấy, cần mà con màn đẹp loa kép thì vẫn được nhá.
chứ phải là không được. Ngoài ra trong tập này thì có thêm một con nữa là IQ-Z9 5G nha. Con này thì có chất lượng tấm nền màn hình khá đẹp này, đi kèm với camera ổn. Và chip của nó là 7 Gen 3 thì nó sẽ cao hơn tầm 20% so với con 7S Gen 2 ở trên con Note 13 Pro. Và con này thì nó cũng có sẵn tiếng Việt. Pin dung lượng cao lên đến là 6000 và sạc nhanh 80W. Thì em xài trong vòng 3 năm tới thì nó sẽ ít lỗi thời hơn. Câu hỏi đến từ bạn King PVP. Anh ơi, Snap 7S Gen 2 mắc setting đơn quân được mấy năm? Cái con 7S Gen 2 chính là con mà trang bị tên là Note 13 Pro 5G đấy. Và nhanh đã nói thì con này nó cho 600.000 AnTuTu benchmark. Thì thường những cái con chip mà trên 500.000 benchmark nó sẽ mắc setting được liên quân hay là refine tốc chiến, những cái tựa game phổ biến. Để nói mấy năm thì còn tùy nhá. Nếu như mắc setting mà chơi mượt đấy thì tầm khoảng 1 đến 1 năm rưỡi thôi. Đó, còn nếu như mà bước qua những cái năm tiếp theo nữa em muốn mượt thì sẽ phải giảm cái setting xuống một tí. Tuy nhiên với liên quân thì anh thấy là không cần thiết phải max setting đâu, vì max setting thì nó sẽ tiêu tốn nhiều pin và máy nó nhanh nóng hơn. Chỉ cần cẩn mức max setting 60 fps là được rồi, vì liên quân là game MOBA, chủ yếu là em có kết nối wifi ổn định và cấu hình thì cũng không cần phải gọi là quá cao đâu, tầm trên 500.000 là em chơi benchmark em đã chơi khá là mượt mà rồi nha. Câu hỏi đến từ bạn là Infonix, nên mua OnePlus A3V với giá 4.7 triệu, tình trạng 99% máy có sạc không anh? Cái này em phải xem kỹ nhá, vì là nó sẽ không có mức giá rẻ như thế này. Tại vì con A3V bây giờ mà nếu như mà em mua kênh sale đồ này kia thì rẻ lắm thì cũng phải tầm 5.5 triệu. Còn nếu như mà mua qua tay người dùng thì phải trên 5 củ. Chứ thực sự là nó vẫn chưa thể nào mà có cái mức giá dưới 5 củ được. Vì cơ bản con này vẫn là cái đời mới 2024, nó không phải là đời quá cũ. A2V thì sẽ có mức giá này, có thể là rẻ hơn một tí nữa. Nhưng mà A3V thì đang khá khó để có cái mức giá dưới 5 củ nha. Vì như anh nói thì A3V nó còn mới. Và bây giờ A3V trên thị trường thì hình thức nó phải tầm trên 98% rồi, vì là nó đời mới mà nó không phải là máy cũ. Và thông số cấu hình con này vẫn rất là ngon. Thì em sẽ xem kỹ lại là em mua ở đâu, hoặc là em thấy giá này ở đâu. Nếu như thấy trên Shopee thì đôi khi là em phải check kỹ đấy, nhiều khi là ép cam nha. Còn nếu như mà người dùng thì em phải check kỹ xem máy có vấn đề gì đó hay không. Hoặc hỏa may với mức giá này là máy trần 98% hơi xước đó thì còn tin được. Chứ nếu như máy đẹp keng 99 mà giá này là nghe nó cũng đã có mùi rồi đấy, nó chưa hợp lý lắm, thì em phải check kỹ lại ha. Có hỏi đến từ bạn Nguyễn Phúc, 4.5 triệu đổ về thì có con máy nào chống rung OIS không ? Em thấy có nơi bán S20 FE Line New Mỹ 3.8 triệu ok không? Thật ra được thì vẫn được, nhưng mà thường bản Mỹ của Samsung nó sẽ có một sim này, một sim vật lý ha. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ không xài được 5G với máy sách tay của Samsung nha. Và 3.8 triệu nếu đúng thực sự là hàng line new còn zin thì em mua vẫn được, chứ không phải là không được. Nhưng mà S20 FE thì cơ bản cái mã máy nó cũng đã là hơi cũ rồi nha. Nó hơi cũ, nó không phải là mã mới, nó là năm 2020, tính ra là 4 cho đến là 5 năm rồi. Nên là những cái rủi ro về phần cứng thì nó cũng tương đối là có tỷ lệ cao rồi đấy. Và để nói mà con nào quay chống rung á, thì tầm này thì thực sự chỉ có là có thì cũng vẫn có, ví dụ như là LG V60 Thinh Quy, nhưng mà con này bây giờ nó rủi ro nó cũng cao quá thì anh cũng không recommend nữa đó. Hay là có những con như gọi là Mi 12X đấy, con này ok. Mi 12X thì ít ra đời nó sẽ là 2022, nó đỡ hơn, nó lành tính hơn một chút. Tiếp theo nữa là Pixel 6A, con này anh thấy quay, hoặc là Pixel 5 thì nó hơi cũ. Đó thì anh thấy quay video cũng ổn nha. Hay là những con như là Sony 5 Mark 3 thì nó quay video vẫn còn tốt. Nhưng mà tất nhiên là mua flagship cũ thì cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ cao hơn những cái con máy mới. Nhưng mà bù lại chúng ta có những cái tính năng cao cấp và đặc biệt là quay phim đẹp. Câu hỏi đến từ bạn Vàng Cầu. Anh Nam ơi, 7 đến 8 củ có con máy nào quay chụp đẹp không anh? Em không chơi game. Nếu như tầm này mà quay chụp đẹp và không chơi game ấy, thì em có thể cân nhắc đến những cái dòng flagship cũ. Ví dụ như là Mi 12S Pro này và Mi 13 đến từ Xiaomi nha. Hai con này thì nó nằm trong cái tầm từ 7 cho đến 8 đấy. Nếu như Mi 13 tầm này thì em thường chỉ lấy được bản 8128, hoặc là nếu như mà máy trần thì có thể lấy được cái bản là 8256. Còn Mi 12S Pro tầm này có thể lấy được cái bản là thậm chí là 12 và 256 rồi. Thì anh thấy là chụp quay thì có thể là cân nhắc hai dòng này. Đều trang bị ống kính Leica với chất ảnh thì nó cũng tương đối là nghệ thuật. Tiếp theo nữa là em cân nhắc đến dòng flagship Samsung cũ. Thực ra tầm này có thể lấy được những cái dòng như kiểu là S21 Plus và S21 Ultra. Flagship Samsung thì vẫn có ưu thế về quay chụp tốt nha, nhưng mà nó sẽ có tỷ lệ bị sọc màn, em sẽ phải chấp nhận. Tiếp theo nữa là dòng Pixel, tầm này em lấy được Pixel 7 Pro này. Con này phải nói là cũng khá ngon về quay và chụp ở trong cái tầm giá khoảng là 7 cho đến là 8 triệu đồng. Thế nghĩ là những cái con này thì nó cũng tương đối là hợp lý rồi, em có thể là cân nhắc. Câu hỏi đến từ bản Say Bay. Anh làm về máy 512GB bộ nhớ trong rẻ nhất được không ? Được.
À, thực ra là 512GB bây giờ nếu như mua Android mà biết mua thì đã mua được những con mà giá nó cực kỳ rẻ rồi nhá. Tầm đâu đó khoảng là 5 củ là em mua được rồi. À, ví dụ như là thực ra là anh cũng có bán một số mã đấy. À, ví dụ như là Note 12 Turbo, anh đang bán cái phiên bản là 12GB và 512GB bộ nhớ trong, máy 99% lướt nha. Thì anh đang bán mức giá 5.4 triệu. À, nếu như mà chuyển khoản thanh toán hết còn được bớt nữa, còn rẻ hơn nữa nha. À, thì đây cũng là một trong những cái con mà có bổ nhớ siêu to khổng lồ và có mức RAM ROM là cực kỳ là khủng ha, cũng như là cấu hình chip con này thì 7 lớp Gen 2 có ROM quốc tế thì em vẫn có thể là cân nhắc con này. Và nếu như muốn mua thì có đường link ha của cửa hàng anh ở bên dưới mô tả, em có thể là bấm vào. Câu hỏi đến từ bạn Lê Quốc Tuấn: anh Nam ơi, tư vấn giúp em đang muốn mua điện thoại cho mẹ em chơi Tết, tài chính 6.5 triệu đổ về, nhu cầu ổn định, cam ổn sạc nhanh chút mà chỉ mua được các cửa hàng thôi. Cũng hơi căng đấy nhỉ, bởi vì nếu như tầm này mà mua điện thoại chơi Tết mà lại chụp ảnh nữa thì nó cũng hơi lỡ cỡ. Vì thực sự là máy mà có camera tốt thì nó phải tầm 8 củ, 9 củ đổ lên ha thì em mới mua được những cái con mà có cam tốt. Và nếu như tầm này thì vẫn mua được rất nhiều con cam tốt, nhưng em sẽ phải mua online, mua sách tay hoặc là mua tại những cái cửa hàng nhỏ và vừa. À, nhưng mà em phải chỉ mua được những cái cửa hàng đó, thì thực ra là cái này thì nó cũng hơi khó, nhưng mà thôi em phải chấp nhận ha, sẽ mua những cái con mà thông số cấu hình nó mức độ tương đối. Nếu như em có thể là mua được những cái hệ thống vừa như kiểu là Cellphone và Hoàng Hà thì có thể là cân nhắc đến con Tecno Camon 30 nha. Con này thì nếu như cái bản 12 RAM và 256 thì nó cũng ở mức độ chưa đến 6 củ. Nếu như em mua tại hai cái hệ thống này em còn tiết kiệm được một mớ ha. Và con này thì em đánh giá là có hệ thống camera chất lượng cũng tương đối tốt, có pin 5000 sạc nhanh là 70W, có tính năng sạc nhánh, có màn hình AMOLED 120Hz, có thiết kế cao cấp, cấu hình là 8256 hoặc là 12256, cũng rất là thoải mái để chip G99 Ultimate. Thì anh nghĩ là phụ huynh xài cấu hình này cũng rất là ok rồi. Nhưng mà quan trọng là phải mua tại cửa hàng và máy chính hãng trong tầm này thì buộc em phải lựa chọn thôi. Chứ thực ra con này mà so với những con Vivo, Oppo tầm 7-8 củ nó không thua đâu, nó cũng ngang bằng đấy, mà em là sẽ tiết kiệm được tương đối ha. Thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật mà các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký Đam Mê Công Nghệ để ủng hộ team mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.